Bài 18 này chúng ta sẽ làm việc với một cái tập thuộc tính của element, một cái tập thuộc tính của component chính là prop. Cái này rất thân thuộc với các bạn đúng không? Thực ra cái prop này thì đối với một cái kiểu cũ của chúng ta viết base component base class thì chúng ta sẽ là class person này, extend từ cái thằng component đúng không? Component này thì được import từ React. Và trong này chúng ta sẽ để trong render. Đó, thì return ra đúng không? Thì đấy là một cái person. Và chúng ta có thể dùng cái này. Đó, cái này kiểu cũ thì các bạn có thể tham khảo thôi. Thế thì muốn làm việc với kiểu mờ kiểu đây mình sẽ comment cái kiểu cũ lại tí, mình sẽ đối chiếu để các bạn có hai kiểu đúng không? Bây giờ cái này thực sự mà để mà truyền dữ liệu từ bên ngoài vào để nó hiển thị theo ý mình để mà có thể reusable được. Ví dụ ở đây chúng ta có ba cái version, chúng ta có muốn add thuộc tính vào. Ví dụ name là tedu 1 đúng không? Age giống như HTML thôi. Age là 5 đúng không? Là 4 đúng không? Combination của nó là chữ thừa. Chúng ta muốn ba thằng này cùng dùng chung một element nhưng mà chúng ta muốn dynamic nó 5 6 đúng không? Thì chúng ta sẽ truyền các thuộc tính động vào để cho bên trong nó có thể hiển thị theo ý muốn của chúng ta để chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lại. Bởi vì chúng ta chỉ muốn dùng lại cái thay thế cái tên và cái tuổi thôi, còn các cái từ này thì mình không muốn dùng lại. Thì mình sẽ làm như nào để bên trong nó có thể biết được lấy được các thuộc tính này? Thì chúng rất may chúng ta có prop. Prop chính là một cái access component của ES của React, nó cho phép chúng ta, nó đại diện cho danh sách những cái thuộc tính của cái element đấy được truyền vào. Thì prop này thì nó lấy theo cái key value. Key của nó chính là cái tên thuộc tính và value đây. Thì chúng ta sẽ chỉ cần thay thế tuổi của nó là prop.age và chỗ này prop.name. Ok, như vậy là chúng ta có thể dùng đây, chúng ta có thể thay thế được các nội dung theo ý muốn đó. Thế còn ở trong cái thằng component kiểu cũ thì chúng ta làm nào? Chúng ta dùng từ khóa this chấm prof chấm age và this chấm prof chấm name thì nó cũng ra in output tương tự đó. Thì ý là cách cũ, cách mới thì chúng ta có vẻ nhìn nó có vẻ là sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn đúng không? Thì chúng ta sẽ nên dùng cái cách này để sẽ lightweight hơn. Đó. Đấy chính là cái cách mà chúng ta làm việc với prop. Ở ngoài có bao nhiêu thuộc tính thì ở bên trong cái prop này nó sẽ chứa bấy nhiêu cái thuộc tính và chúng ta có thể truy cập được value của nó. Cái prop này thì chính là cái phần nó không thay đổi. Tức là prop ở ngoài truyền vào thì giá trị nó sẽ không được thay đổi trong toàn bộ cái vòng đời của component. Và bây giờ là một cái tính chất mới nữa. Với một cái thẻ HTML thì chúng ta không thể chỉ có mình thuộc tính mà chúng ta còn có những cái phần children bên trong nữa. Đây, thì chúng ta sẽ viết theo cái dạng này. Bình thường mặc định sẽ rỗng, nhưng mà chúng ta muốn truyền vào ví dụ my hobby is teaching, đúng không? Thì các bạn muốn lấy cái giá trị này ở trong phần component thì chúng ta lấy như thế nào? Thì đây chính là children của nó. Thì ở đây chúng ta sẽ phải có một cái thẻ div, ta một cái root thôi. Chúng ta muốn truy cập đến thì chúng ta sẽ là prof.children. Đó, thì ở đây chúng ta sẽ truy cập đến children của thằng thứ hai. Thằng nào có children thì nó sẽ show ra. Đó. Thì đấy chính là cái mà các bạn sẽ áp dụng được, sau này chúng ta sẽ áp dụng được cho phần layout. Thì phần layout thì chúng ta sẽ build một layout và trong này chính là các cái layout con thì nó sẽ được hiển thị vào bất cứ chỗ nào chúng ta muốn show cái children này lên. Đấy chính là một kiến thức rất hay.